Hi, hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hành Nhã Vlog. Thì mình là Toàn, dạo đang ở máy quay mọi người. Sen thì dưới đây, Phương thì đánh trống mọi người. Nó thì Nhã đang ngủ rồi anh Lâm. Ngủ rồi, Danh thì mọi người thì nãy giờ anh em mình mới quay ẩm thực xong. Danh thì đi về mọi người lấy đồ, xong rồi Nhã nằm hiu quá, Nhã ngủ luôn. Đó thì Sen đang móc sình mọi người. Đó, mọi người cũng hiểu sơ sơ được cái bàn tròn này như thế nào rồi đó. Nhưng mà bàn tròn này là đánh lừa thị giác mọi người. Ok. Ít vậy. Để Sen móc sình. Sen móc sình xong đi rồi mình sẽ đặt quay rồi sẽ hoàn thiện cái bàn tròn này cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người muốn biết bàn tròn này như thế nào thì xem hết video nha. Ok mọi người, mình cũng đã đặt cái quay đèn mọi người. Bây giờ mình sẽ đợi nhanh vô thì sẽ hoàn thành cái bàn tròn này nha mọi người. Chơi nhiều cái kỳ vậy anh? Lớn rồi hay nít đâu chạy? Lớn rồi hay nít đâu chạy? Lớn rồi hay nít đâu chạy? Chó đi ngủ nghe. Trời ơi trời cái đầu này trời. Trời ơi trời cái đầu này trời. Lớn thì chứ chơi nhiều cái chứ trời. Chơi cái gì? Chơi chơi mày. Ủa anh với anh cầm cái hao anh trội xình em với ai? Mày khùng ấy, tao mới vô cái đợt ai chơi mày. Thôi đừng chơi khùng. Mày Toàn không? Toàn nào? Mày Toàn. Thôi đừng có giao khùng. Tao không có giao khùng cho nó thiệt. Nó chạy đâu. Nó đậu luôn luôn ấy, trời này cái bẹp đó. Nghe mày không thấy nó gì. Ây da. Ây da. Mày lấy mày gì trội tao? Ủa chứ anh chơi không trời anh chơi. Tao không có chơi mày, thằng Toàn nó chơi mày. Ủa chứ ai chơi? Thằng Toàn. Tao mới vô. Đừng có giải khùng giải điên. Tao giải khùng mày gì? Anh mới vô thì anh cầm cái hao hình. Tao không có, tao mới vô đậu xe cái xe chưa tắt máy nữa kìa. Xe chưa tắt máy nữa kìa. Khùng giả bộ để gì còn nói cái gì? Tao không giải khùng tao nói thiệt. Mày nói đâu? Thằng Toàn nãy lùi cái mày nó chọi hao mày nó chạy qua bên vừa kìa. Đâu? Tao chú bên vừa mới đó. Chứ tao có chọi mày đâu. Có chơi thì có chịu. Không có chơi. Có chơi có chịu. Không có chơi. Nhưng có chơi có chịu. Không có chơi. Chơi. Đừng có nói chuyện. Thằng Toàn nói này. Tao không có chơi mày. Tao chơi có chịu đi nó thiệt á. Tao chơi làm con chó á. Tao chơi làm con chó thiệt á. Chứ lại chơi luôn. Thằng Toàn. Rồi đâu anh bắt là liền chơi ăn thử đi. Chèo anh giường mới ai biết nó đâu. Tao mới vô bộ. Đừng có giả khùng với đi. Mày làm sao mà. Đó là à. Mày chơi xịn tao không? Mày đi riêng gì vậy? Nãy giờ tao đang ỉa cho một năm mày, mà. Mày chơi xịn tao không? Tao đang ỉa cho một năm. Mày nhìn đầu cổ tao nè. Có ơn thì có quán nha. Ê 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 Tao đang ỉa cho một năm luôn. Rồi cuối cùng lần nào? Tao đang ỉa cho một năm. Thời với trời có đắt no chứ không ai. Nó chạy trong bụi nè. Tao nói nè, người nào làm thì người đó chịu. Đúng. Chứ đừng có nở hờ cho ai. Dạ hời, dạ đứng như hời đi, không là tao không làm. Nếu tao làm thằng con chó mày hề giống tao đi. Mẹ mày chưa mất dạy, mày đứng trong đây. Mày đứng trong đây mày tạt cho nó đã rồi mày đó. Mày dám hề giống tao không? Mà mày thấy ai? Mày thấy ai?
Tao không chạy thấy này cầm cái hao nè. Giờ mày dám hề giống tao không? Nhưng hề như liên quan gì hề. Mà em chơi đã mày chạy đã nó hồi tao vô tao biết què vậy. Cái chổi tao kìa. Chổi ơi làm. Càng em ruột anh nó nói kìa, khỏi cái chổi. Khỏi chơi, khỏi chơi. Đừng làm thái độ nha. Ai là mày khoai, mày chơi. Đánh ta làm cái gì vậy? Đâu đấy, vậy đánh ta làm cái gì vậy? Tôi vô nha. Vậy anh em đừng đột vào, đột cái gì? Ta đã, đây. Anh này nè, anh nói anh không chơi. Tôi đừng có anh em gì chơi á. Tôi không có chơi nha. Được không? Chậu đá qua mày nhận đi. Ủa mà sao? Sao anh em? Ủa làm trời vậy? Dạy ra sao chơi. anh em lục lục vậy lục lục làm trời vậy. Ai chúng ta chúng người ta nha, chúng người ta nha. Anh chơi là con chó đẻ rồi, thằng nào dám hề với anh nhiều câu đó. Giờ thằng nào chơi anh dám gượt đó đập đó không dám. Cuối cùng là thằng nào chơi mình mặt mày tao nè, nhìn mặt mày tao nè, tôi giành được. Cái dễ dụ gì lớn mà không có khôn. Sao mình mày mẹo kẹp vậy? Nãy tao lột xong á. Chi hả? Tao rửa chén, tao lột dưới á. Tao rửa chén, tao lột dưới á. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Để em xô nó xuống nước. Cái lớn mà không có khôn. Biết tụi mày tao đếm tin đường nào tao nói thiệt luôn. Thiệt sự mà nói điều đó luôn. Chơi đâu đi mày ơi. Chơi đâu đi mày ơi. Chơi đâu kìa. Kết thúc gì? Mày chứ bắt dạy luôn. Kết thúc. Kêu là gượng kết thúc đi. Ai nãy đứa đi em nãy có làm gì đâu. Không có to. Em là người nói thiệt chứ được sự khoan hồng. Nhìn mặt mày đâu nè, mày thấy chưa đủ tổn thương hả? Dạ em nói cái gì nè. Ok. Hai đứa giả bộ thôi. Cuối cùng là ai? Hai đứa chơi luôn. Hai thằng luôn. Ừ. Cái ông giả bộ chạy chạy như ông không tài xình nữa đó. Nè. Dành dạ heo. Đúng rồi. Dành dạ heo. Bắt lại, bắt lại, bắt lại. Mày nha mày. Chơi nó dài không? Chán lắm. Tết là sản. Hai tết là sản. Ôi ôi. Hai tết là sản. Trời ơi. Là mặt đáng thương. Nói chưa chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Trời gì? Trời gì? Mày vui lắm mà mày cười. Giả khùng. Mình mấy rồi nè. Nè, còn lại cắp quay trong cái bụi mít này nè. Đó là cái hàng nó kìa. Hết chổi. Hàng nó chổi. Ê. Ê. Anh hẹn nó, anh với nó. Tao là sao không chó thiệt á. Chứ thằng nào chơi. Thằng này nè. Má gấu như trời. Đấy, tao còn nó chạy nó kêu kết thúc lẹ dẹo ơi. Má cái gấu như trời tao nói thiệt luôn. Dẹo chơi. Đầu cổ nè. Có thằng nào đầu cổ gì không? Dẹo chơi, mày tao với thầy nè. Đừng có chơi dơ giấy nha. Ok. Em ơi. Má. Cái này chơi nước mình. Thằng Sang. Gì ba? Mày móc xình nó. Cậu quay đi dẹo. Xình mình mãi hưởng không? Sang. Rồi đéo tình nào nữa cho nó hẹn. Thằng chơi không? Không. Tao bắt lỗi gì tụi mày? Xuống dưới móc xình dùm cứa đó ực đó. Hết chơi. Móc dùm chứ móc dùm thôi. Không có. Mày. Hey, không có. Thôi. Thầy nhá, tao chỉ móc xình dùm thôi chứ tao không. Cái đó là mày tiếp tay rồi. Không, không biết vô đã hừa không? Đã hừa không? À, không biết nhiều xíu. Anh nói như vậy. Bây giờ anh có hợp tác tụi nó chơi em không? Rồi má, vô rồi. Ơ, à, nào đây kìa không? Mẹ mày, không biết điều, mẹ mày. Anh coi con lủng gượng mập á. Lên đây an toàn. Gượng mà ơi. Đi ra chưa? Cái đó luôn đi Hạnh ơi. Anh Hạnh. Anh làm gì vậy? Làm báo lá. Anh nhắm trên đó xuống được không? Xuống gì? Em hỏi anh nhắm trên đó xuống được không nè? Bữa mấy dột nè. À anh xuống được không? Ê! Anh làm mấy cái lá để nó dột. Anh Vương ơi, cứu em, cứu gì chạy đi. Mày chạy chung rồi. Vô làm, cứu làm giỡn không à. Quá! Nhìn xuyên ra đây. Nhìn xuyên ra đây. Em muốn phỏng tôi luôn. Em phỏng tôi nha. Ê mày, cho mày. Dạ.
Cho mày khai đó. Mày khai không? Mày Lần đầu tiên chào một cái ấn tượng trong các trong mọi các clip nha. Video anh em mình kết tới đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy ý tưởng của Võ Cho Toàn hay, mọi người hãy cho Toàn một like, cho team anh em mình một lượt đăng ký, một lượt follow mọi người. Bye bye.